Chào mọi người nghe, đây hôm nay mừng 10 mình xào cái món nhậu món rừng nghe, đây này. Đây món rừng này, đây món rừng mới chặt vừa xong này, cái nhồi chỗ nhà bếp này, đây nhà bếp, bếp lửa đây, có bếp ga có này mà không xào bếp ga, xào bếp lửa cho nó thơm hơn, thơm mùi hơn, đây đây cái món rừng nha, món sáng này, cái thịt gì không, đây là thịt con quái nghe, đây thịt con quái này, đây. Đấy, còn lại bao nhiêu đây à? Trong năm giờ còn lại bao nhiêu đây này? Thì mình sẽ bỏ vô nồi đây. Đây. Mình sẽ từ từ mình bỏ vô nồi nha, rồi mình ướp gia vị nha. Nha mọi người. Rồi. Đây là mình có giả là ớt nè, rồi hành với tỏi với sả luôn. Là mình bỏ vô luôn. Đây. Bỏ vô cho nó. Cho nó thấm gia vị nha mọi người. Đây. Cái kiểu mà người anh em đồng bào trên này á, người trên này á là xài như vậy á, nó khác hơn người dưới nghe, thông cảm. Rồi cái đặc biệt là cái là hoàn cảnh nó khó khăn nên mình không có mua đầy đủ, rồi mà thêm một chút tiêu, đây thêm một chút chút tiêu đấy. Rồi mình theo người ở dưới thì kinh ở dưới nó xào là như thế nào mình không biết nha. Đây là mình theo ý mình là mình làm là mình thêm một chút dầu, đấy, rồi mình sẽ trộn nó đều, rồi mình trộn đều này. Mình trộn cho nó đều, cho nó thấm cái gia vị nha mọi người. Đấy, để thấm gia vị rồi. Rồi, bước thứ tư nữa là bắt đầu là mình sẽ cho nước mắm vô đây. Rồi. Nước mắm. Mình sẽ đậy lại những cái nắp đây, nắp dầu, nắp nước mắm đây. Rồi cho một tí bột ngọt vô. Rồi, một tí mặt rồi mọi người nha. Đây mình lấy cái muỗng mình múc chút tí. Rồi đây, mình lấy cái muỗng đây. Mình múc một ít đường. Rồi, ok. Mình sẽ trộn cho đều. Trộn cho gia vị nó thấm đều. Cái con mang đây là hôm bữa mình đi nha mọi người, mình đang đi trên đường gặp anh em mọi người trong làng á, là nó bán mình mua lại một ký mang trên này, mình mua là 270.000 một ký, do mình mua 10 ký là nguyên một con năng con mang luôn. Rồi mình sẽ bỏ lên bếp táo đây. Lấy cái này hả? Ôi chú cha. Rồi mình sẽ bỏ lên lửa đây, xào lửa cho nó im hơn, cho nó thấm hơn. Mình sẽ gót nó cái đây, có mấy cái nước chai, nước mắm rồi dầu cơm sùm cơm dưa chó ăn cũng nổ luôn. Đây mùa tết đây, đây cái canh canh hồi sáng ăn trưa rau má này, mùa mưa vẫn còn coi vẫn chết rồi mọi người, nè không có ăn này,
khô rang cứng luôn này. Đấy. Đây đây mình lấy cái nắp dung á. Nắp ha. Lấy cái nắp này. Đây, cái nắp này quá. Rồi, ok. Không ôm lại cho nó chín. Rồi về rồi. Khỏe không? Khỏe. Đây, ông chú này mới tắm xong đây, sạch sẽ, đẹp đẽ, đẹp trai vô thương. Dễ thương em ơi. Rồi.